Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay 31 tháng 1. Mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Toàn cảnh họp báo Việt Nam đấu Trung Quốc, Thầy Park nói là gan ruột, huấn luyện viên Trung Quốc nói điều bất ngờ. Gà son nhà mùa Đức lại gặp xui xẻo, Thầy Park liên tục đón tin dữ trước ngày đấu Trung Quốc. Quang Hải Hùng Dũng công vượng lên tiếng trước ngày đấu tiểu Trung Quốc. Mời các bạn cùng đón nghe. Toàn cảnh họp báo Việt Nam đấu Trung Quốc, các bạn thân mến, Huệ Park Seo vừa tham dự quả báo trước thềm trận đại chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022. Huệ Park Seo đánh giá về cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc trong lần tái đấu lần này tại sân Mỹ Đình. Vừa rồi chúng tôi có thua đậm trước Úc trên sân khách. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi xin lỗi đã làm người hâm mộ thất vọng. Đây là lần đầu tiên chúng ta vào tới vòng loại cuối cùng. Đây là giải đấu mới lạ, các đối thủ đều ở đẳng cấp hàng đầu châu Á. Đó là lý do mà chúng ta có kết quả không tốt hiện tại Điều này khiến cho các cầu thủ trải qua giai đoạn khó khăn. Ngày mai chúng tôi có trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Mai là mùng một Tết Nguyên Đán. Tôi biết người dân Việt Nam rất coi trọng ngày đầu năm mới. Tôi và các cầu thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Ở Đông Nam Á, Thái Lan từng lọt đến vòng loại thứ ba World Cup nhưng họ cũng chưa từng có trận thắng nào cả. Tôi hiểu người dân Việt Nam rất chờ đợi. Tôi và các cầu thủ quyết tâm để ngày mai có thể thắng được Trung Quốc. Thầy Park chia sẻ trong phòng họp báo trước thềm trận đấu gặp tuyển Trung Quốc vào ngày mai chia sẻ về chuỗi 7 trận thua liên tiếp. Thầy Park thổ lộ, hiện nay chúng tôi đã có 7 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Báo giới, người dân, giới chuyên môn và rất nhiều người nhắm vào và phê phán. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận phê phán, nhưng cường độ là vừa phải và tích cực. Đây là giải đấu lần đầu tiên chúng tôi tham gia, làm sao chúng tôi đảm bảo thành công ngay được. Tôi nghĩ việc xây dựng thế hệ tiếp theo, nền tảng cho thế hệ sau là quan trọng. Chúng ta cần bàn thảo kỹ lưỡng thì tương lai bóng đá Việt Nam mới tốt hơn. Có rất nhiều người nói bóng đá Việt Nam hiện tại chúng ta có một thế hệ vàng. Tôi không đồng ý. 60 năm chúng ta mới vào được vòng này. Cái này là sự hỗ trợ nỗ lực của VFF của các câu lạc bộ. Chúng ta mới có được kết quả như vậy. Nói thế hệ này là thế hệ vàng thì nếu thế hệ sau có kết quả tốt hơn thì chúng ta gọi là gì? Chẳng nhẽ là kim cương à? Chúng ta phải nỗ lực để có tương lai tốt hơn. Đánh giá về đối thủ Trung Quốc, thầy Park cho biết Chúng tôi biết Trung Quốc là đội có chiến thuật và nhân sự tốt ở giải châu Á. Họ có các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Á. Trung Quốc đông dân nên họ cũng có nền tảng tốt. Mức đầu tư của bóng đá Trung Quốc là hàng đầu thế giới. Thể hình và thể lực của các cầu thủ của họ là tốt. Trung Quốc chơi bóng hai biên nhanh, cầu thủ nhanh, phản công nhanh rất tốt. Nhược điểm thì tôi không nên nói ở đây. Chia sẻ về tình trạng chấn thương của Phi Sơn và ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên đội tuyển Việt Nam, thầy Park cho biết. Liên quan đến Covid-19, tôi không trả lời ở đây. Vấn đề này để VFF lên tiếng. Còn trường hợp chấn thương hai hôm trước là trong quá trình tập luyện, Phi Sơn dính chấn thương nhưng không phải do va chạm mà là do sân trơn trượt. Lúc đầu tôi nghĩ là không nghiêm trọng nhưng sau khi chụp phim thì thấy là cậu ấy bị tổn thương dây chằng. Hôm qua cậu ấy đã chưa thay đội. Tôi thấy Phi Sơn là cầu thủ tốt, tôi cũng có kế hoạch sử dụng cho trận đấu với Trung Quốc. Tôi rất tiếc về cậu ấy. Hy vọng là chúng ta hỗ trợ cậu ấy sớm bình phục. Chúng ta có thể thấy được cậu ấy trở lại tương lai của tuyển Việt Nam. Về phía tuyển Trung Quốc, Huilei Li đánh giá về tuyển Việt Nam. Chuẩn bị cho trận ngày mai, các cầu thủ của tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Hy vọng là tuyển Trung Quốc sẽ thể hiện tốt, giành kết quả tốt nhất để dành tặng cho người dân nhân dịp năm mới. Tôi nghĩ với những gì tuyển Việt Nam thể hiện, chúng tôi rất tôn trọng tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam luôn rất cao trong suốt cả trận đấu, tuy nhiên chúng tôi hy vọng hai đội sẽ phát huy hết khả năng chơi một trận đấu hay. Còn với tuyển Trung Quốc, tôi mong muốn các học trò của tôi thể hiện sự tự tin, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để làm quà, dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Trung Quốc trong dịp đầu năm mới. Đây là trận đấu của đội tuyển quốc gia, một giải đấu chính thức, không phải giải giao hữu. Đây là trận quan trọng. Chúng tôi không quan trọng kết quả mà chỉ muốn tập trung thể hiện và chơi bóng tốt nhất trong trận đấu. Tuyển Việt Nam được tổ chức tốt các cầu thủ Việt Nam duy trì khoảng cách đội hình tốt. Ngoài ra, như tôi đã nói, tinh thần của Việt Nam luôn rất tốt. Trận này họ còn được chơi tại sân nhà. Từ các buổi tập có thể thấy Gulley đang tiến bộ từng ngày. Hy vọng ngày mai cậu ấy chơi tốt và có thể ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng kết thúc buổi báo. Gasol nhà bầu Đức lại gặp xui xẻo, thầy bác liên tục đón tin dữ trước ngày đấu Trung Quốc. Các bạn thân mến, theo thông tin mới nhất thì truyền vệ Trần Minh Vương sẽ không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Trung Quốc vào ngày mai. Minh Vương đã nói lời chia tay tuyển Việt Nam vào ngày hôm nay 31 tháng 1, lý do là bởi tiền vệ này gặp chấn thương và không kịp bình phục để ra sân đối đầu với tuyển Trung Quốc. Đây là điều rất đáng tiếc khi Minh Vương vốn nằm trong danh sách những cầu thủ được đăng ký thi đấu ở trận gặp Úc, anh còn được ra sân ở phút 71 để vào thay thế cho Đỗ Hùng Dũng. Đây không phải là lần đầu tiên mà Minh Vương nói lời chia tay tuyển Việt Nam vì lý do chấn thương. Trước đây thì tiền vệ này vắng mặt ở những trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 cũng bởi anh đối mặt với chấn thương. Việc không có sự phục vụ của Minh Vương sẽ khiến cho thầy Park thiếu đi những lựa chọn chất lượng ở tuyến giữa. Hiện Hùng Dũng và Hoàng Đức là hai cầu thủ được thầy Park tin dùng ở vị trí này. Bên cạnh sự vắng mặt của Minh Vương, Việt Nam còn thiếu đi Phi Sơn, Ngọc Hải, Liễu Quang Vinh. Trong khi Phi Sơn gặp chấn thương, như đã chuyển đến các bạn thì Ngọc Hải và Liễu Quang Vinh bị Covid-19. Ngoài ra thì theo cập nhật mới nhất, thầy Park đã quyết định không dùng Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh khi tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc. Tất cả sẽ về đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình vào ngày hôm nay. Quang Hải Hùng Dũng, Công Phượng lên tiếng trước ngày đấu tuyển Trung Quốc. Tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều mong muốn có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup và càng tuyệt vời hơn khi đối thủ là đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu đúng ngày 1 Tết Nguyên Đán. Chia sẻ với giới truyền thông ngày hôm nay 31 tháng 1, tiền vệ Quang Hải nhấn mạnh Chúng tôi đang cố gắng tập luyện với sự chuẩn bị tốt nhất, tinh thần cao nhất để đối đầu với Trung Quốc. Cá nhân tôi rất háo hức chờ đợi trận đấu này. Chúng tôi đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng để hướng tới một chiến thắng đầu năm dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam. Mong rằng là mọi người sẽ luôn ở bên cạnh đội tuyển để chúng tôi có thêm động lực cống hiến và sẽ mang về một kết quả tốt nhất, một chiến thắng đẹp. Cùng chung tâm trạng với người đồng đội ở câu lạc bộ nội thì tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phấn khởi phát biểu. Sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 khán giả đến để thưởng thức trận đấu giữa Việt Nam gặp Trung Quốc đúng ngày mùng một Tết. Không có gì hạnh phúc hơn khi được thi đấu trong sự cổ vũ máu lửa của đồng bào và càng hạnh phúc hơn nếu chúng tôi đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng biến Tết năm nay trở thành cái Tết thật đặc biệt cho toàn thể người dân Việt Nam. Trong khi đó, thì Công Phượng chia sẻ: Có lẽ cuộc đời cầu thủ anh em chúng tôi hiếm có khi nào được thi đấu vào đúng ngày mùng một Tết như trận gặp Trung Quốc. Cảm xúc thật đặc biệt, khán giả sẽ như chất xúc tác đặc biệt giúp cho đội tuyển chơi thăng hoa. Chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt đẹp nhất và tặng món quà tuyệt vời này cho người hâm mộ nước nhà. Cả Hùng Dũng, Quang Hải và Câu Phượng sẽ tiếp tục là những con át chủ bài của đội tuyển Việt Nam trong màn đấu trí tới đây với tuyển Trung Quốc. Thầy Park cũng đang cố gắng giải tỏa áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ của mình. Để áp lực không trở thành gánh nặng, đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Ai cũng hiểu Chúng tôi đã và đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn ngay từ trận lượt đi trước Trung Quốc. Chỉ số chờ đợi của khán giả là rất cao. Ở lượt đi sau khi để Trung Quốc dẫn 2-0, chúng tôi đã cố hòa đều nhưng đã mắc sai sót nên bị thua 2-3. Tất cả chúng ta đều bị phê phán rất nhiều và muốn không mắc sai sót nữa, không bị phê phán nữa thì chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt, thật tỉnh táo. Tinh thần không phải là điều duy nhất có thể làm nên chiến thắng. Với một đối thủ như Trung Quốc, tuyển Việt Nam cần phải có sự tỉnh táo. Thể bác chia sẻ Sau đây một ngày, tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình và liệu hàng xóm của chúng ta có mạnh như nhiều người nghĩ. Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày mai mùng 1 Tết. Rõ ràng là đại bóng thuộc từ đất hình chữ S muốn giành chiến thắng hơn bao giờ hết. Trong ngày sông đất đầu năm, việc có được 3 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup trước gã hàng xóm là điều không thể tuyệt vời hơn để cho đội tuyển Việt Nam mở ra một năm mới nhiều thành công. Huấn luyện Park Seo cùng các học trò có lý do để tin về một trận đấu diễn ra theo đúng với sự mong đợi của cổ động viên nước nhà. Bởi ở phía bên kia chiến tuyến, dù xếp trên chúng ta một bậc, nhưng phong độ của Trung Quốc không có gì là quá thuyết phục khi họ chỉ giành đúng một chiến thắng trước Việt Nam trong một thế trận không quá lớn lướt. Đến nỗi huấn luyện viên Litie vì quá áp lực mà phải xin từ chức. Tuy đã thay tướng dưới sự dẫn dắt của ông Litie, nhưng những màn trình diễn của đại bóng xếp hạng 74 thế giới cũng không có gì là quá nổi bật Nói thẳng là họ không có một chút tiến bộ, cụ thể là ở trận đấu gần nhất gặp Nhật Bản, Trung Quốc đã phải phơi áo 2 0 trên sân khách. Quan sát kỹ có thể thấy rằng Trung Quốc tỏ rõ sự lép vế và chơi tệ hơn khi không có nổi một cú sút trúng đích. Trước kia những gì mà Trung Quốc thể hiện ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, các chuyên gia bóng đá nước này đang dần mất niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Li Xiaoping. Mới đây thì người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng Han Kui Xiaoseng đã bày tỏ quan điểm ở đó thì vị này nhấn mạnh đến sự tụt hậu của bóng đá trong nước. Người dẫn chương trình này nhận định, hôm nay tôi thấy mọi người vẫn đang suy nghĩ xem là Trung Quốc cần bao nhiêu điều kiện để vượt qua vòng loại World Cup 2022. Phải thừa nhận rằng bóng đá Trung Quốc đã tụt lại, tụt lại phía sau rất xa. Nếu không nỗ lực, không thể bứt ra khỏi nhóm các đội hạng nhì của châu Lục. Tôi nghĩ bóng đá Trung Quốc thực sự cần phải bắt đầu từ một nền tảng vững chắc. Muốn cải cách trận đẻ, chúng ta phải cố gắng hết sức bắt đầu từ thế hệ cầu thủ trẻ còn không chúng ta chỉ tự hủy hoại tương lai. Vì chỉ nắm quân cách đây không lâu nên huấn luyện viên tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng chưa có những sự điều chỉnh quá rõ nét về mặt chiến thuật hay nhân sự. Hay nói cách khác, đội tuyển Trung Quốc không cho thấy sự khác biệt so với thời huấn luyện viên Li Tie. Dù vậy, Việt Nam cũng phải đặc biệt dè chừng hàng xóm ở trận này. Có thể thấy rằng Trung Quốc thường xuyên ra sân với sơ đồ 343 hay 4231 và chủ động kiểm soát bóng nhất là khi họ gặp những đội bóng chiếu dưới. Còn ở lần chạm mặt trước đó, đội bóng được dẫn dắt bởi ông LITE khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Ngày hôm đó, Goley đã chơi tuyệt hay để giúp cho đội bóng của anh có được chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, ở lần tái đấu sau đây một ngày, ngôi sao thuộc biên chế của câu lạc bộ Espanyol lại đang không có phong độ tốt nhất khi không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Moreno. Chính vì thế mà tuyển Việt Nam cũng nhẹ gánh đi phần nào nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ quên số 7 của tuyển Trung Quốc bởi bản năng sát thủ của cầu thủ này là điều không thể phủ nhận. Với lợi thế tại sân nhà cùng hàng vạn cổ động viên ở trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ tự tin hơn để giành được một kết quả có lợi. Huấn luyện viên Park Seo cũng có những sự tính toán kỹ lưỡng khi ông cất đi vài trụ cột của mình để chuẩn bị cho trận đấu gặp hàng xóm tới đây, bởi là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang thực sự khao khát để trả lại món nợ cũ trong năm mới.